Ở thời điểm mùa khô của Tây Nguyên, làm thế nào để đảm bảo cây trồng không bị suy kiệt? Đâu là các dưỡng chất cần thiết có thể giúp cây trồng thuận lợi bước qua giai đoạn khắc nghiệt của thời tiết bất lợi này? Những nội dung này sẽ được tiến sĩ Trương Hồng tư vấn cụ thể trong chương trình canh tác thông minh ngày 6 tháng 11 năm 2022. Phân bón Đầu Châu, bạn đồng hành của nhà nông.